Welcome to Vietnam Shipping Gazette Channel Online. Kính chào quý vị, tôi là Thanh Giang, biên tập viên của tạp chí Vietnam Shipping Gazette. Điểm tin của chúng tôi ngày hôm nay là thông tin hải quan tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động xuất nhập khẩu. Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đánh giá dịch bệnh COVID-19 là một trong những rào cản trong công tác thu hút hàng hóa xuất nhập khẩu trong những tháng đầu năm, ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách năm nay. Theo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 16 tháng 3, thu ngân sách của nhà nước đạt 20.599 tỷ, giảm 8,04% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh các giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh để đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh COVID-19, Cục Hải quan thành phố tập trung đẩy mạnh các giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách. Theo đó, mỗi đơn vị căn cứ vào đặc thù quản lý địa bàn, xây dựng kế hoạch chi tiết từ những tháng đầu năm. Trong đó, lãnh đạo chi cục đến các đội, tổ phải chủ động nắm bắt tình hình hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn để kịp thời có những giải pháp chỉ đạo thực hiện cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.